Nào tầng nào? Bắt đầu từ bên này ạ. Nhìn vào đây, nhìn vào anh Thắng. Em là lệ IT tầng 15 ạ. Đúng á. Mình là Trang IT tầng 15. Hải Trang. MC nội bộ. MC. Thỉnh Trang. Và vì chúng ta có nguyên tắc nữa, một đội là một team đúng không ạ? Thì tất cả mọi người phải thuộc tên của nhau, đặc biệt là các cầu thủ có mặt đây ngày hôm nay. Một lát nữa nếu chúng tôi ạ tìm ra một bạn nào mà không nhớ tên những người còn lại thì sẽ phải mời cả đội uống nước. Đồng ý chưa? Và bây giờ vỗ tay đi ạ. Vỗ tay để chúng ta sẽ đến với huấn luyện viên thể lực Nguyễn Văn Kiên. Nào bên trái quay. Chạy con đâu cứ như mẫu giáo vậy. Hai hàng đi mọi người. Cứ chạy qua hàng đi bảo không ra khỏe. Tất cả hàng bắt đầu từ đấy. Chạy tôi đâu rồi. Rồi. Mời chạy tôi nào. 1, 2, 3, xuất phát. Đâu là tuổi.